120 tỏi. Đây cua. Đi lên đi, 120 ca lên đi. Nhiều chỗ chụp hết đi. Lên không? Ô quý hồ. Này từ đây, đây đúng lúc săn mây. Mà đây mù gọi mây. Trên này dưới kia công trường xây dựng, sau này dựng xong một điểm check-in rất đẹp đây. Đèo Quý Hồ, khu vực check-in sân bay của trẻ nhé. Bây giờ đang xây dựng. Ở đây đúng lúc thời tiết mây khá là đẹp. Xã muốn mua nhưng ông xã bị bà xã thu hết tiền rồi. Cái mua cần đi. Bà cần đi nhỉ? Cái đồng này thì bao nhiêu tiền? Đồng này nó bán bây giờ là nó bán 3500 rồi. 500 rồi. Năm 1908. Chỉ qua nó bị sốt thì mới cỏ ấy. Cỏ nó thì đúng rồi. Ở nhà hay cho cái dây bạc này vào trong quả trứng. Đúng rồi. Cho vào quả trứng cho làm cái bạc. Dạ vâng, cảm ơn bác nhá.